Này không phải hồng nhung nhưng mà rất là thơm. Hoa hồng này bự bàn tay mình nhỏ xíu. Thấy không? Nó bự. Màu này đỏ mà hồng tím. Biết mình thấy đường không? Đây nè. Cây nó bự. Không, nó bự chứ. Cái này là chưa nở. Này, hoa hồng nó còn mấy nụ nữa nè. À. Cái này mình không lấy thước đo, chắc cũng bự. Cây này nó ra ngoài rồi, cho nó vào trong một chút. Ừ.